Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cụ thọ thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn, hoặc nhãn xúc hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh nhãn xúc và cái danh nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của nhãn xúc, hoặc thường vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường vô thường của nhãn xúc và cái danh thường vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc lạc khổ của nhãn xúc, hoặc lạc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc khổ của nhãn xúc và cái danh lạc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của nhãn xúc, hoặc ngã vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của nhãn xúc và cái danh ngã vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của nhãn xúc, hoặc tịnh bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh bất tịnh của nhãn xúc và cái danh tịnh bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của nhãn xúc, hoặc không bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không bất không của nhãn xúc và cái danh không bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của nhãn xúc, hoặc hữu tướng vô tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của nhãn xúc và cái danh hữu tướng vô tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát?
Bạch Thế Tôn, hoặc hữu nguyện vô nguyện của nhãn xúc, hoặc hữu nguyện vô nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của nhãn xúc và cái danh hữu nguyện vô nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn xúc, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn xúc và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhãn xúc là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc viễn ly bất viễn ly của nhãn xúc, hoặc viễn ly bất viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của nhãn xúc và cái danh viễn ly bất viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhãn xúc là Đại Bồ Tát? Chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu vi vô vi của nhãn xúc, hoặc hữu vi vô vi của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi vô vi của nhãn xúc và cái danh hữu vi vô vi của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của nhãn xúc là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu lậu vô lậu của nhãn xúc, hoặc hữu lậu vô lậu của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của nhãn xúc và cái danh hữu lậu vô lậu của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của nhãn xúc là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh sanh hoặc diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc sanh diệt của nhãn xúc, hoặc sanh diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh diệt của nhãn xúc và cái danh sanh diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của nhãn xúc là Đại Bồ Tát? Chính cái danh sanh hoặc diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thiện hoặc phi thiện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thiện phi thiện của nhãn xúc, hoặc thiện phi thiện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của nhãn xúc và cái danh thiện phi thiện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của nhãn xúc là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thiện hoặc phi thiện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát?
chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tội vô tội của nhãn xúc, hoặc hữu tội vô tội của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội vô tội của nhãn xúc và cái danh hữu tội vô tội của nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu phiền não vô phiền não của nhãn xúc, hoặc hữu phiền não vô phiền não của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của nhãn xúc và cái danh hữu phiền não vô phiền não của nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thế gian xuất thế gian của nhãn xúc, hoặc thế gian xuất thế gian của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của nhãn xúc và cái danh thế gian xuất thế gian của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của nhãn xúc, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của nhãn xúc và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của nhãn xúc, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của nhãn xúc và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhãn xúc, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhãn xúc và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của nhãn xúc, hoặc khả đắc bất khả đắc của nhĩ tĩ thể thân ý xúc,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của nhãn xúc và cái danh khả đắc bất khả đắc của nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Lại nữa thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cụ thọ thiện hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, và cái danh các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ Tát, chính cái danh các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ Tát?